Hôm nay sẽ học về cách bấm huyệt chữa bệnh đau thắt tim ngực. Thì triệu chứng là đột nhiên tim và cơ ngực co thắt. Khu trước tim thì đau thắt, không chịu nổi. Trên lâm sàng thì thường thấy ở người bệnh thì bị bệnh đỉnh tim. Mình thử bỏ qua cái cách chữa nhé. Mình tìm hiểu cái vị trí huyệt vị mà cần phải quan tâm. Đó là huyệt nội quan. Đây chính là cái huyệt nội quan này. Thì cánh tay bên trong lòng bàn tay chúng ta chia làm 12 phần đều nhau và ở vị trí cách 1 2 ở vị trí thứ 10 tính từ huyệt khúc trì này. Tính 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 từ cái khu cánh tay này đến cái huyệt nội quan thì là 10 phần. Đấy. Và cái huyệt nội quan thì sẽ xem. Đây chính là cái huyệt nội quan. Đường ngón cổ tay này, một hai ngón này ở chính giữa này. Đấy. Và nó được xác định ở đây. Đấy, hình ảnh thực tế. Và đây là cách chúng ta xác định cách hai ngón tay này. Sau đó chúng ta lấy ba ngón tay của bệnh nhân nhé, lưu ý là bệnh nhân cái này là ba ngón tay của bệnh nhân khi hợp lại nó được bao nhiêu thốn nhỉ, là được hơn 2 thốn. Đây tới cái huyệt nội quan ở giữa, đây là huyệt nội quan. Và huyệt thiết môn là ở mé trong cẳng tay. Khi ngửa bàn tay từ chính giữa đến vàng ngang lên cổ tay, lên thẳng 5 phần đều thì cắt chiết lượng ở chỗ giữa hai gân, hình 53. Đây. Cắt xuống là 1, 2, 3, cắt xuống 3, đây là huyệt thiết môn. Như thế nếu mà cánh tay chia là 12 phần thì ở đây chính là vị trí số số mấy? 10, 9, 8, 7 ở vị trí số 7. Đấy. Huyệt tiếp theo cần phải tìm hiểu đó là huyệt khúc trì hình 47. Thì cái hình này mình sẽ, nếu mình quay lại nó rất tốn tốn thời gian cho nên mình sẽ nói luôn. Cái huyệt khúc trì là huyệt ở chỗ lõm, giống như cái ao ấy, trì là ao. Khi mà tay cong lại thì được gọi là huyệt khúc trì. Tên khác ví dụ như dương trạch, quỷ cự, xuất xứ khúc trì đó là thiên bản du. Đó là huyệt thứ 11 của kinh Đại Trường. Hợp huyệt thuộc hàm thổ, huyệt bổ của kinh Đại Trường. Vị trí của huyệt khúc trì đó là khi mà ta co khuỷu tay lên bờ ngực ấy, huyệt nằm ở trên đầu làng, chỉ nấp gấp khúc khuỷu đấy, nơi bám của cơ ngửa dài và cơ quay một, cơ ngửa ngắn khớp thủy. Giải phẫu thì ở dưới da có một chỗ bám cơ ngửa dài, cơ quay một, cơ ngửa ngắn hơn khớp thủy. Tác dụng của nó là trừ thấp thanh nhiệt, tiêu độc, dưỡng dưỡng huyết, trị đau tay, cánh tay đau, chi trên liệt, vai đau, cảm cúm, dị ứng, ngứa, huyết áp cao, vân vân. Đây là hình ảnh của huyệt khúc trì. Người ta gấp lại. Ở trong có một cái chỗ lõm ao này, ở đây này. Đây chính là chỗ lồi cầu ngoài của cánh tay này. Đấy. Huyệt thiếu hải, tức là huyệt ở mé trong khuỷu tay. Khi mà ta gấp khuỷu tay lại, thì tại ngay chỗ lõm của ngón ngang khuỷu tay, mé trụ là huyệt thiếu hải đối diện với huyệt khúc trì. Như vậy huyệt khúc trì nó là đối diện của huyệt thiếu hải. Huyệt thiếu hải thì nó ngay chỗ lõm của ngón ngang khuỷu tay ở mé trụ. Đây chính là cái huyệt thiếu hải, hình ảnh thực tế đây. Hình ảnh thực tế đây, đây chính là huyệt thiếu hải. Giống y như trong hình mà nó được miêu tả. Và cho biết thêm cái huyệt thiếu hải đó là thiếu, tức là thủ thiếu âm tâm kinh đó. Hải là nơi hội tụ các nhánh sông, tức là huyệt này là nơi mạch khí thịnh, tinh khí hợp vào, tức là hợp hợp huyệt đấy, nơi hàng trăm nhánh sông đổ vào, hàng trăm mạch đổ vào ấy.
nơi có những con dao của mặt đấy, dao nhau của mặt đấy, vì vậy gọi là thiếu hải. Đấy. Tên khác là khúc tiết, xuất xứ là thiên căn căn kết, đặc tính là huyệt thứ ba của kinh tâm, hợp huyệt của kinh tâm thuộc là hành thủy. Vậy đến huyệt tiêu hải thì khi ta co tay lại, nằm ở cuối đầu nếp gấp khuỷu tay, mặt trong của cánh tay, cách chỗ lõm là cầu là 0,5 thốn. Giải phẫu thì ở dưới da là chỗ bám vào xương của khối cơ trên đồng độc, mặt trước của mõm trên đồng độc, hoặc là mõm của lồi cầu trong, xương cánh tay phía trong của khớp thủy, dây thần kinh vận động cơ là nhánh của thần kinh qua da tay hoặc là dây thần kinh trụ. Tác dụng là nó hóa đờm, định thần trí, sơ tâm khí. Chữa trị là chỉ ở bàn tay tê, khớp thủy, tổ chức mềm, quanh khớp, khuỷu tay đau, thần kinh suy nhược, vùng đau trước tim. Do bởi cái việc thiếu hải này rất quan trọng ở chỗ vùng đau trước tim. Và cách chữa như sau. Cách chữa là dùng ngón tay cái của một tay bấm mạnh vào huyệt nội quan, bấm mạnh vào huyệt nội quan, hoặc là huyệt thiết mồm, đồng thời ngón cái và ngón giữa của tay khác thì chia nhau nhằm đúng vào huyệt khúc trì và huyệt tiếu hải, khấu cấu mạnh 150 đến 200 phát, khi cần cả hai bên trái phải thay nhau tiến hành. Đấy, tay còn lại thì cấu vào huyệt thiếu hải và huyệt khúc trì. Khúc trì. Đấy. Đấy. Như thế thì đã xong cái cách mà chữa cái căn bệnh mà đau thắt tim ngực. Thì mình chỉ tìm hiểu cách đầu tiên thôi. Cách thứ hai thì mình sẽ không cần biết đến, mình chỉ cần thuộc một cách thôi, không cần biết nhiều.